trang trí màu vàng như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có dùng keo dán, mình sử dụng là dùng bán keo nha. Một cái kéo này. Một chiếc bút chì này. Những cái cây bút màu nước như thế này. Compa. Một cây thước kẻ. Và về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy màu. Ở đây mình có hai màu là màu vàng và màu xanh dương nha. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh dương này. Đối với cái tờ giấy màu xanh dương này, bây giờ các bạn sẽ dùng Compa và xoay ra cho mình ba hình tròn nhé. Hình tròn này mình sẽ để bán kính là 4 cm nha. Bây giờ mình sẽ xoay ra đây ba hình nha. Như vậy là mình đã xoay xong rồi. Mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra nhé. Đây, ba hình của mình đã xoay xong. Và mình sẽ dùng kéo để cắt toàn bộ nó ra. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Một hình này. Hai hình này. Đây là hình thứ ba của mình nha.
Sau khi mà mình đã cắt xong được ba hình rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu vàng. Ở đây mình có tờ giấy màu vàng. Mình sẽ cắt ra ba bông hoa. Trước khi cắt thành ba bông hoa thì mình sẽ dùng con ba và xoay ra ba hình tròn, cũng có bán kính giống như là bán kính của cái hình màu xanh này nha. Mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt cái hình tròn này ra tiếp. Cái thứ hai này, và cái thứ ba nha. Mình sẽ cắt nốt cái này.